cán bộ công an nhân dân là mặc vào cái ve người yêu tương lai bây giờ thì đâu được thu chưa nộp chưa thu chưa nộp giá thu được khắc phục không được lâu liên quan đến nhà bán của bị cáo này. Như vậy là cả phía kia luật có ý kiến và gia đình anh đứng ra là vì đó là đúng đất là tài sản lập đất là tài sản lập có này có cái khắc phục cho không phải có điều nữa không điều nữa không Okay.